Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối nay tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Cô chim lấy chồng của tác giả Ngọc Giao. Người con gái nhìn ngẩn ngơ Cái năng vàng xe lạnh Trên con đường cát dài Bụi không vẫn lên Như mây trắng không trôi Trời đất tưởng chừng vô sự Tiếng quốc khua đằng xa tới Chìm cuối bức lá cỏ đưa lên môi nhắm Lắng nghe tiếng quốc Tiếng người lao sao Mây này Thì lại sợ Yên đi được mấy ngày rồi đấy nhỉ? Không ai nói với lão già tay cầm cái cưa cái búa bọn thợ cùng cúi đầu đi nhanh tiếng động cơ đâu ngoài phố khiến mấy cái đầu ngẩn cả lên lão già nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng rồi thở vào một hơi dài giọng lão khang nói một câu cục lũng ngỡ ngỡ gì ông thì lúc nào cũng ngỡ kìa con chim dáng chừng chú diều hâu bay cao quá gớm bay đến từng mây xanh người trẻ tuổi, áo tay vàng, quần vải nâu phá, nói với ông già. Mấy người kia vẫn không xen lời. Họ cắm cuối đi, nắng lấp lánh với những chân cây lúa, chưa ngã đồng đồng. Lão già đối bân quơ. Vụ này có cơ khá lắm, chứ mà sợi đất này lại mất mùa nữa thì bất trị. Bọn mình đến cũng ăn đất hết. Người trẻ áo tay vàng vẫn chỉ là bác ta một lát mới chậm rãi nói lời. Cứ gì bọn mình? Bác ta nhổ nước bọt xuống đất. Đói quá! Bà con ơi! Về nhanh lên mà sực, kéo lại coi tầm. Suốt ngày, có phút nào nghỉ ngơi. Người con gái, cô chim, nhắm lá cỏ, nhăn mặt. Không biết vì cỏ đắng hay miệng đắng hay nữa vì chân đấy là lá cỏ tương tương. Đã lâu rồi trên con đường này không có vết bánh xe anh hai chút. Chìm nhớ mỗi lần dông xe qua đây, không thấy mình ngồi đợi ở quán nước của bà cửu bên góc đề kia thì thể nào anh chút cũng vút rơi vào càng xe hoặc dù trên đường không có ai anh cũng ép ép to cho mình biết hiệu xe của anh hai là cái xe ngựa trên có mùi phân tre uống tò vò lòng xe rộng hơn lòng xe bò dưới xe treo một cái sọt, đựng thóc và cỏ cho ngựa ăn. Con ngựa không béo, không gầy, chưa đầy 2 tuổi. Anh hai mua lại nó của một người khách lai. Like. Người khách lai like này mua nó ở Cao Bằng, Lạng Sơn gì đó. Anh hai vỗ vị con ngựa và rất gìn giữ cái xe. Anh đã cười nhe ra hai chiếc răng vàng mà nói chuyện với chim. Kỳ nhất là anh nói giọng Sài Gòn, rất hệt. Mà ơi, ngoài bắt người ta, không biết gọi là cái chi chi chứ ở sài gòn người ta gọi nó là xe thổ mộ rượt nó như là ở paris mặc xây người ta rượt taxi chỉ vài cuốc là đủ xài mình lấy tôi đi đôi lứa mình dòng xe này từ đây cho tới sài gòn rồi đôi lứa mình kiếm tiền xài bằng cái nghề đánh xe thổ mộ mình à nghe không chim nghe anh hai nói nhìn anh hai cười mà thấy lòng yêu quá người thấy gái nào chẳng yêu. Anh hai chút đẹp trai, to lớn, có duyên ăn nói khéo, lại có một cái xe ngựa làm dấn vốn, lại có nghệ chở nước mắm, ngô, gạo cho bọn khách trú buôn. Mỗi ngày vài ba chuyến, từ Hải Phòng ra Đồ Sơn, kiếm vài ba đồng bạc dễ như chơi. Huống nữa, anh hai còn là sai chưa vợ, bố mẹ chết cả rồi. Anh kiếm thì anh tiêu mặt sức, chim còn nghe người ta đồn anh hai thường đi hát cô đầu ở cánh gà. Phòng bớp, sắp lấy một ả về làm vợ. Chim nghe mà thấy lòng nổi giận, rồi ghen. Nhưng rồi chim cũng tự an ủi như một người đàn bà khôn ngoan khác. Dài tơ thì phải trải mùi chơi, chứ lị. Mà việc gì đến mình, trăm năm biết có duyên gì mà ghen, rõ thật là dơ dáng. Cho nên, chim cứ yêu anh hai, yêu hơn thường hơn trước và anh hai buổi tối rời lạnh ấy đã ghim xe ngựa lại để bàn việc trăm năm tơ tóc với cô. Trăm năm biết có duyên gì, chẳng duyên, sao lại nắm tay nhau mà nói cái câu chuyện đôi lứa mình dông xe, từ đây vô tới Sài Gòn mừng ăn, như vậy. Mình à, nghe không? Dù trong bóng tối, cô chim cũng trông rõ hai chiếc răng vàng nhe ra, với cái cười sung sướng của anh Lan Quân. Cô hoang mang, nghĩ ngay đến cuộc lãng du kỳ lạ. Do cô tưởng thật, tưởng rằng mình đã là gái đào tơ, anh ấy là dai son rỗi, lại giang hồ tứ chiên trải rồi. Thế thì, lấy nhau còn lo gì chết đói, lo gì không vào được Sài Gòn. Chìm lại suy tính cái vốn của anh hai, làm gì chẳng được vài trăm. Mình thì có chất nhẫn vàng, vàng cao thế này bán đi cũng được dăm chục bạc chim đang suy tính thế thì người tình nhân quàng tay sang bên sườn cô mặt cười cô có máu buồn cũng cười khúc khích hai người cùng nhau dưới vòm muôi tre kính đáo a à, mình có chiếc nhẫn rồi kể cả hai chiếc răng vàng của anh ấy nữa vạn nhất có túng bấn ở nơi đất khách quê người cũng có thể bán nhẫn đi bán răng đi mà về bắc lo gì Chim tính nết thật thà Nên tính toán cũng thật thà như vậy Chim ơi Chim ngã đầu lên vai anh hai Khẽ dạ Anh hai nghe cái tiếng dạ đủng điệu của chim Thấy êm ái Dễ thương hơn cái tiếng dạ của người tình nhân anh Cô ả lầu hồng phồng bớp Anh vớt một thuốc lá Đang hút xuống đường Cái đầu lửa té thôi thóp Trên mặt đường tối đen như mực Rồi tắt đi ngay Anh ngã má vào tóc của chim. Mơ tóc mới gội còn đợm mùi thơm của rễ hương. Anh cũng lại thấy mái tóc dễ thương hơn mái tóc nồng nặc mùi dầu sáp mỡ của người tình nhân anh, cô ả lầu hồng phồng bớp. Chim ơi! Dạ! Thế rồi thì sau đêm ấy, còn có một đêm, trên trời có sao, dưới đất có chiếc xe ngựa có két, đi về bờ biển, chiếc xe lăn trên con đường vắng, gió mặn thổi vù vù chim và anh hai chút ngồi trong xe mà còn tưởng chừng sương khuya xuống khá nhiều để thấm ướt đôi mái tóc ngựa mệt quá rồi ta đổ lại cho nó nghỉ anh hai gò ngựa chim thò đầu ra nhìn chung quanh chung quanh là bóng tối chim lo lắng tự hỏi thầm không biết nhà mình ở phía nào chim muốn bảo anh hai quay xe lại nhưng cô không nói hay là không dám nói gió thổi mênh mang trong lòng gió tiếng sông bể nương theo quằn quại vỗ trong trời đất tối chim ơi chim chỉ thấy tiếng gió và chỉ trông thấy đôi mắt sáng quắc của anh hai đôi mắt con mèo sắp vụ con chuột chim rùng mình thế rồi thì sau đêm ấy không còn có đêm nào nữa mà rời thì vẫn có sau và có bao nhiêu đêm xăng sáng răng sáng trắng con đường đi ra bể về mùa hè có bao nhiêu cặp tình nhân. Cách đó hơn hai tháng, cô chim ốm, ốm nằm một mình, khóc một mình, luôn luôn. Chim lắng nghe xem, ngoài đường có tiếng rôi phúc vào càng xe hay tiếng ép ép của anh hai như trước kia không? Không, đã hẳn là không. Bà cũ ơi, hãy có, bà làm ơn chạy mau vào gọi cháu. Cháu lạy bà. Bà cũ thương tình, mà không biết an ủi làm sao cả. Bà hiền lành như trụng rạ, già dạ yếu rồi, bà có đọc anh con sai thì nó dở hơi, dở chứng, làm ăn sằng bậy gì đó để đến nỗi người ta cho đi xa, ở đâu không biết. Thôi thì sống qua tháng, đoạn ngày dọn ngôi hàng nước, quà bánh vặt vảnh mà kiếm miếng ăn. Bốn bề gió lộng từ bãi Tha Ma lùa vào, gió trên cây đề rớt xuống cái quăng nước của bà già cô trọc rung lên như bà trong những ngày đông tháng rét. Chim thương bà cũ lắm, coi như mẹ. Cô biếu bà cũ quần áo cũ của mình. Mẹ chim đã mất, bố làm ở sau kho. Năm ngoái, chim làm sở mấy sợi Nam Định. Đầu năm nay về phóng, khâu cho một gia đình tạp chủng. Không biết cô có dở hơi dở chứng hay vì ai dở hơi dở chứng gì đó cô không đi khâu nữa. Ông bố chim không giận mắng con vì tự nhiên bỏ việc. Ông ta do việc này mà uống rượu đúng ba ngày. Rượu say thì ra ngồi dưới gốc đề, uống rất nhiều nước chè tươi của bà cũ, rồi vỗ bụng, chửi ba hoa con gà con chó. Ông bảo với bà cũ rằng, ông chửi chó, chửi gà là đủ, chứ không cần chửi ai. Chửi ai thì ai nó đánh mình, mình dạy bà cũ can ngăn bảo ông điên khùng ông nghe lời bà cũ không uống rượu nữa lại ngậm tâm mà sống ấy thế mà hơn đấy bà nhỉ một buổi chiều đi làm về ông bố chim ghé tay bảo ba bạn nghèo khổ của mình như vậy rồi thất thiểu đi vào trong ngõ cụt còn chim chim vẫn lắng nghe tiếng vo ngựa và tiếng rơi phút ngoài đường ngoài đầu ngõ tre mọc lên lơ thơ dầm bà mái lá của bọn người lao động. Cô chim lấy chồng. Thôi cô ạ, à, duyên nợ nó đến thế thì thôi, nghĩ ngợi làm gì cho ốm. Tiếng thì thầm của bà cũ khiến chim lại nghĩ đến tiếng thì thầm của anh hai. Những lần gặp gỡ, chim nín lặng, nhìn lơ đảng vào cái nắng vàng mong mênh trên ruộng lúa và chối sáng ở chân trời. Bà nhỉ Hay là anh ấy vào Sài Gòn rồi Đầu cô thấp xuống Nhìn hai bàn tay nổi nhiều gân xanh Và nhìn xuống bụng mình Mặt chim bỗng nhợt đi Đôi môi khô lạnh Khẽ mấp máy trong hơi thở rộn ràng Và yếu đuối Bà ơi Con sợ Bà cũ đang xếp những bát rết Đũa bẩn vào chậu nước dưới chổng hàng Chậm chạp ngẩng lên Chim thấy bà cũng nhìn bụng mình Thì đỏ mặt Vội cúi nhặt chiếc quạt nang Đặt lên đùi Và nhòi ra nhặt quả mơ đằng đầu trỏng Bà cửu xoay hẳn mình lại Nhìn chầm chập vào mắt chim Là vì dạo này Hay ăn của chua chát chứ gì Chết chữa Chữ chữa Làm cho chim rùng mình mấy cái Bà cửu giọng lo lắng Thật ư cô chim thế cứ thay rùng mình luôn như vậy ư mặt chim càng đỏ gắt cô lúng túng đáp không ạ à, ốm vậy ăn quả mơ chua quá rùng cả mình chứ còn có sao đâu ngay lúc ấy mấy người vào quán nhân khi bà cũ bận múc nước bóc bánh chưng cho khách chim đứng dậy đi vào ngõ đến sân nhà chim bần thần đứng lại bóng chim ngã trên sân nắng cô sực nhớ tới một đêm trăng sáng bóng mình chạm vào bóng anh hai trên con đường ven bờ bể trời đất lào xào hơi gió và tiếng sóng chìm thở dài môi xe khô lại cổ cháy rác vì cơn sốt âm ỉ trong người chứ không vì cây nắng tháng ba cô ra bụi chuối múc gáo nước mưa uống một hơi một bàn tay đặt xuống vai chìm giật bắn mình vội ngẩng lên con khí độc làm người ta hết cả hồn cả vía nhăn nhở hay chưa bước ngay đi cho rảnh mắt con khỉ độc vẫn nhăn nhở cười chim gỡ tay hắn ra tát đom đốt vào mặt hắn hắn xoa má ngồi lùi lại và lần này hắn không cười tôi nghĩ là hàng xóm với nhau sao cô nở mắng mỏ đánh đập tôi như vậy cô bạc lắm lời trách mắng sau cùng khiến chim đỏ mặt thật ra chim đã xử bạc với người hàng xóm của mình Chẳng đã mấy lần Ông Cai phải nhờ vả hắn là gì Một lần ông Cai vì cái nạn lao động Ngã gãy chân vào nhà thương Hắn đã vào bệnh viện săn sóc thăm nom Biếu quà biếu bánh Còn vay mượn hắn là thường Mà hắn không hề đòi hỏi Hắn còn khi đọc Như chim gọi là anh trà Mohamed Cho gọn Người hàng xóm láng giềng gọi hắn là anh mốt. Trước kia, Mốt làm nghề gác cổng ở sáu kho. Bỏ sáu kho, mốt đi gác mấy hãng nhà buôn khác của người Pháp. Tằn tiện, không uống rượu mà cũng không đeo đẳng vợ con. Không có tính thích ăn thịt gà, cari ri như những bạn đồng nghiệp khác. Nên làm ở đâu, mốt cũng để dành được tiền lưng. Khi vốn đã kha khá, mốt xoay qua nghề khác. Kẹo cái nghề ăn sương ngồi gió, dù quen đi rồi, cũng đã làm cho mốt chín phần mười tắt thở. Thế rồi bỗng có một hôm, cái ngõ cục chỉ lơ thơ mọc lên mấy mái nhà của bọn anh em lao động này. Gã trà và lạc lỏng đến bỏ tiền mua lại mảnh vườn của một ông phu già, dựng lên cái nhà tre bé nhỏ và làm một cái chuồng nuôi dê. Mốt đuôi dê từ đó, đàn dê của hắn, buổi ban đầu, mới có năm con. Sự sinh sản nhân thành con số lớn, dần dần đàn vật đầy chuồng dê sữa sớm nào mốt cũng dậy từ ba giờ vắt sữa đàn dê cứ đúng giờ ấy tức vú sữa đều pe pe một lượt khổ tay hàng xóm nhưng hàng xóm ai cũng không ghét hắn vì hắn xử với ai cũng tử tế hiền lành tỏ ra lễ phép và ai ốm đau túng thiếu thì hắn thành thực giúp một tâm hồn thanh sạch ấy một tấm lòng tương trợ ấy người ta không ngờ lại có ở một gã đen đuổi mà người ta gọi là con người không văn minh là con khỉ độc cô đừng chế nhạo tôi như thế nữa tôi xin cô có biết bao người đẹp đẽ sang trọng mà chẳng ra gì cô biết đấy tôi yêu cô cô bằng lòng lấy tôi không tôi chả có vợ con gì buồn quá mà một mình tôi thì không trông nom hết việc nhà mốt nói sỏi như người nam giọng nói thực thà hắn nhếch miệng cười ngượng nghịu tay mừng mê hoàn tất từ ban nãy bây giờ thành ra hình ông phật hắn đặt ông phật lên bàn tay rồi nghiêm trang nhìn chim chim ngơ ngẩn trước lời cầu hôn đột ngột cô gã chăn dây, mà trước nay chim không ngờ lại có thể có thể rằng sự đời đã xảy ra đến thế ô hay sự đời mà xảy ra đến thế nữa thì cũng uổng cả má hồng chim chua xót nghĩ và cúi xuống giá mỗi khi thì chim đã mắng cho một trận nhưng bây giờ thì không còn là mỗi khi được nữa trường hợp và tâm trạng của cô gái đang bắt đầu lượm giọng chóng mặt thèm chua lúc này không còn cho chim kiêu hãnh Hắc hủi lời cầu xin của mốt vì vậy từ nãy chim cúi đầu mà không nói năng gì thái độ ấy cho gã nuôi dê hy vọng tốt lành mặt mày hắn sáng tươi ra hắn tha thiết nói Cô chim ạ, à, tôi xấu người, nhưng mà không xấu tính. Cô thương tôi đi, rồi thì bao nhiêu tiền nông, tôi giao cho cô cả. Nói thật tình, thôi thì thân mình còn có ra gì mà bắt bậc cao kỳ nữa. Mình chót hư dại mất rồi, không mau thì xấu hổ. Chán vạn người, lấy người khác giống, khứ gì mình. Thời đã liều, thì ba bảy cũng liều, cho xong kiếp. Cô chim ạ à. Một bàn tay đen xì lông lá Đặt lên bàn tay trắng muốt của chim Chim ngẩng đầu lên Sự ngõ tịnh, táo bạo Bỗng lại khiến hắn đâm ra bối rối Nhút nhát Hắn vội rụt tay về Và nhăn răng cười Răng hắn trắng đều, bóng nhẫn như ngà voi tấm vải hắn cuốn đầu Làm trắng giỏi phần trắng cao Và khuôn mặt vuông vắng Da dẫu đen mà không nhiều trứng cá Sần sùi như da mặt những người trẻ tuổi khác. Thân hình hắn không thô bỉ, giọng nói lại rất an nam. Còn một điều kiện khiến chim không chê được, ấy là người láng giềng tử tế của chim ở rất sạch, ăn bằng bát đũa hẳn hoi, chứ không bốc cơm thịt vào lòng bàn tay mà đập cho cơm thịt bay lên miệng như người ta vẫn nói. Mốt, rụt bàn tay lại cười, chim tự nhiên thấy rằng hắn cũng dễ thương. Một thay vẻ mặt chim không phải là vẻ mặt giận dữ Như ban nãy Hắn lại mạnh bạo nắm tay chim lần nữa Cô nhá, Cô thương tôi Tôi xin cô Cô ừ đi Rồi ngày tối nay tôi sang nhà nói với ông cai Ông cai dậy thế nào Tôi xin vâng theo như thế Cô ừ đi Chim sẽ gật Và như gắt cổng Ừ thì ừ Khỉ lắm nữa được lời như cởi tấm lòng. Tức thời, Múc nhảy cẩn lên và reo mấy câu dị liếu lo. Có lẽ là tiếng bản xứ của hắn dùng để cảm ơn trời Phật. Vậy là một cuộc nhân duyên tạp chủng bắt đầu. Chim, sau đó sinh ra một thằng con trai màu cà phê sữa. Mốt quý còn như châu báu Cứ chiều chiều, chim ẩm con ra ngoài quán nước bạc cũ, đón bố nó về tuy đã nuôi một thằng bé chăn dê, nhưng chiều nào mốt cũng phải ra đồng, điểm lại xem có thiếu con nào. Mốt hay làm, cái đó ta đã biết. Chim thì vốn ưa ăn trắng mặt trơn, thỉnh thoảng đi xem hát hay chớp bóng. Mỗi tuần lễ, làm một bữa gà cà ri, và sáng nào cũng theo lệ điểm tâm, cốc sữa dây chồng đã vắt. Mốt quý mến ông cài, bà cũ, luôn luôn biếu cà ri, biếu sữa, Ông cài mắng chim luôn về cái tội lười Bà cửu thì dăng dũa chim Về cái thói ra dáng chê chồng Ít lâu Rồi chim cũng đổi nết đi Chịu làm và cười nói với chồng hơn trước Mốt rất vui mừng Vợ anh ta Thỉnh thoảng đỡ anh ta Cái việc đi giao sữa cho khách hàng mua thắng Chỗ xa phần chồng Nơi gần phần vợ Làm ăn dễ dãi Đàn dê đông mãi thêm lên Người đàn bà yên phận bên cạnh người chồng lành đứa con không ốm, đang súc vật không nanh, không vuốt. Cuộc đời Âu cũng là một cuộc đời. Thế mà cái anh hai chiêu. Cái anh con trai liếng láo, khôi ngô, có hai chiếc răng vàng và nói tiếng Sài Gòn rất thạo, lại còn dông xe qua đường cũ để gặp chim. Một buổi chiều, trời thì có sao, đất thì ngạt ngào mùi lúa chín. Chiều ấy, chim ngồi ẩm con trong quán nước, bà cũ ra tỉnh vắng, gửi hàng chim trong giúp. Tiếng vó ngựa vỗ lộp cập đằng xa đi tới. Chim hồi hộp, đoán ngay là xe của kẻ đàn ông đã tệ bạc với mình. Xe ngựa đến gần, chim cố ý ngồi thấp xuống lánh đi. Nhưng anh hai đã nhanh mắt nhận thấy chim. Anh dừng xe lại, anh nhảy xuống vào quán ngồi. Chim cuốn quýt, không biết tránh đi đâu cho thoát. Còn đây à, nào, cho tôi xem, còn có giống bố không nào? chim giận rung lên toàn mắng mà không nói được ở đằng xa một đám bụi vẫn trong nắng tạ đàn dê đang xô nhau chạy mốt hình vóc to lớn đang khua gậy lùa đàn vật về quán nước đàn dê đến gần mốt vào quán giơ tay đón đứa con ở tay vợ nâng lên mặt mà hôn hít anh hai chiều nhìn mốt nhìn chim rồi uống cạn một hơi bát nước chảy tươi dằn mạnh chôn bát xuống mặt chổng lên xe giật cương cho ngựa chạy. Chim yên lòng vì anh chàng đi ngay chứ còn ngồi lại thì sẽ có việc không lành. Vì mốt vốn hay ghen, nếu cần đánh nhau, hắn ta cũng không ngần ngại. Chiếc xe ngựa đi xa rồi. Tuy nhiên, chim vẫn còn ngồi nhìn lơ đảng vòm trời xanh ngắt, mây mọc lát đác mấy ngôi sao. Lòng buồn hiu hắt, chim nhớ lại, một đêm nào trời cũng có sao, và lắng nghe như đâu đó có tiếng sóng bể thì thầm reo không bao giờ tắt được À thưa quý vị trong video đọc truyện tối nay tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với một truyện ngắn khác là truyện ngắn khoảng mát của tác giả võ hồng truyện được phát trên kênh cô trinh chiều hôm nay đứa con gái lớn của tôi đi học về mang theo một tờ giấy in rônio nó tập to đợi tôi ở cửa ngõ tôi vừa đặt mũ xuống bàn chưa kịp lau mồ hôi tráng Thì đó đã lanh lảnh có tiếng hỏi Ba ơi, ba làm nghề gì hả ba? Ở, sao mặt ba đỏ vậy? Ba uống rượu hả? Tôi quay lại, bất ngờ vì câu hỏi Lại có chuyện gì mới xảy ra? Tôi hồi hộp lo lắng Sự bất ngờ Tôi không thích vì hầu như chung đều bất lợi cho tôi Nhà tôi hiện đang nghèo Và trong họ hàng không hề có một ông cậu Một bà cô nào vừa triệu phú Vừa không con ở Âu Mỹ, thần tài hay gõ cửa một cách đột ngột quá sức tưởng tượng. Không phải chỉ có trúng số trọc đắc, người mua vé số dầu sao cũng còn có hy vọng, cho dù rằng hy vọng chỉ bằng đốm lửa đỏ ở đầu quê diêm. Đằng này có người nằm chờ chết, chết đói, và bỗng nhiên người trưởng khế gõ cửa báo tin có một bà cô gái già của anh vừa tạ thế để lại một cái gia tài, có chút thư cho anh thụ hưởng tên của bà cô, anh lẫn lộn với tên của một hiệu may y phục nữ. Địa điểm nơi bà cô ở, phải lật từ điển ra tra. Tôi cũng có một bà cô trước đây bỏ nhà ra đi hoang vì mê một ông cai lục bộ. Cả nhà ai cũng ghét bỏ thù hằn người đàn bà làm điếm nhục gia phong như thế. Chừng 7-8 năm sau gì đó, có tin bà chết vì bệnh sốt xuất huyết khi theo ông Cai đi phóng đường ở Lộc Ninh. Không ai nói một lời thương xót. Lâu lâu có lần bà nội tôi vô tình nhắc đến, chẳng hạn, hồi xưa con Tám nó hay... Cô tôi thứ Tám, ngày trước, hồi con Tám nó còn... Nhưng chợt nhìn vẻ mặt lạnh lùng kính mít của những người có mặt, bà nội tôi vội im, bỏ lửng câu nói dở dang. Vậy thì chắc chắn như hai lần năm là mười rằng tôi không thể mong có một bất ngờ nào mang lại quạnh tài cho tôi ngược lại mọi cái bất ngờ đều tốn kém cho tôi hết chẳng hạn thằng con leo lên ghế kéo ngã bể cái bình trà chẳng hạn vợ tôi làm bếp chặt nhầm ngón tay chẳng hạn có thông cáo của xã mời đồng bào hôm sau tập trung tại sân vận động để dự biểu tình tôi nghi kỵ dịp may và thần tài trung thành với tôi là những giọt mồ hôi những suối mồ hôi đổ cay con mắt đổ ướt vạt áo sơ mi là sự mỏi nơi bắp thịt đùi nơi thắt lưng sau một ngày cong người ngồi trên cái yên xe và hai chân kiểu kịch nặng nhọc đạp là những suy nghĩ âu lo của khúc quằn quại trong khối óc tôi tôi không tin ở dịp may nhìn con tôi nghếch mặt đợi chờ tôi nói con hỏi làm chi cô giáo bắt học trò kê khai tên tuổi tên cha mẹ nó ngắt câu nói đến đó vừa trao tờ giấy in Donio cho tôi. Đó là tờ phiếu lý lịch của học sinh. Mọi khoảng trống đều đã được ngồi bút của nó lắp kính. Tên họ học sinh, ngày sinh, nơi sinh, tên cha mẹ, chỉ khoảng nghề nghiệp của cha là con để nguyên. Một cảm giác khó chịu ùng ủng, ủng dâng lên, hình như từ chặn ngực đổ lên đầu rồi tràn ra bao trùm lấy mặt. Nghề nghiệp của cha, nghề nghiệp của tôi Tôi có nghề nghiệp gì đâu Thu tiền rác không phải là một nghề Tôi nói giọng ngập ngừng Còn thư ghi là Thư ký Thư ký Tôi cứ ngưỡng với mình Khi lật qua lật lại Chữ thư ký trong ốc Tôi thấy nó vướng víu như thân phận tôi Không dung nổi kích thích của nó Thư ký Là để dành cho những người đi giày da đen Áo ninh francer Và cười Vespa vùng vụt người thư ký cạo râu, có bôi bọt xà phòng và đổ nước hoa xoa giữa hai bàn tay trước khi đi làm. Người thư ký mời nhau hút lá ruby, ít nhất thuốc là ruby và ngậm kẹo xương gum khi nói chuyện với nữ đồng nghiệp. Tôi cách xa người thư ký bằng rất nhiều nghìn bạc, quần kaki, áo sơ mi bobi nội hóa, xăng đan cao su trắng, xe đạp cũ. Tôi... Sao con còn đứng đó? con biên là thư ký hả ba ừ hay là con cứ biên là tư chức tôi lẩm nhẩm tư chức thôi việc gì mà thắc mắc cô giáo đâu có biết tôi là ai để mà cân nhắc xem danh từ nào mới xứng hợp cho tôi có tiếng vợ tôi quát to ở sau bếp để dành phần cho ba mày có miếng nào ngon ngon mày ăn hết tiếng thằng đức thằng con nhỏ của tôi con chỉ ăn có cái cùi có cái cùi thơm mà má không cho cùi thơm để bầm trộn với mắm quả là giọng nói của vợ tôi đã chát đi đã chua điên như rượu ngon đã biến thành giấm hồi mới lấy nhau giọng ấy ngọt rót vào tai như tiếng con chim tình tự sự túng bấn vô tình đã là một thứ vi khuẩn tôi bước trở vào nhà sau thằng đức còn thúy bình chạy ùa ra mừng tôi chọn những chữ thật đẹp để đặt tên cho con đó là món hàng xa xỉ độc nhất mà tôi có thể sắm cho chúng. Đặt tên đẹp không phải tốn tiền, chỉ cần tra từ điển, ít nhất chúng được an ủi khi mang theo người món hàng trang sức đó. Áo quần, giày dép, bút máy, đồng hồ thì có thể sắm sao, khi nào có tiền. Tôi nghĩ công tác làm cha mẹ mình phải chia ra từng đợt để thực hiện, y như xây cất nhà mà chưa có đủ tiền để làm một lúc. Có người làm vàng ngang trước, còn nhà lớn đợi làm sao có người làm nhà bếp nhà tiêu nhà tắm trước con người chỉ lo đổ được cái nền lựa chọn cái tên cho con trước tiên cũng quan trọng như khi xây móng lắm người đổ đạ cao làm chức vụ lớn mà trót mang một cái tên xấu xí không còn sửa chữa được nữa khiến họ phải ân hận thằng đức khoe con đã làm được hai bà tính rồi ba ơi ừ con thúy bình giật giật tay nói con đã viết tập đủ một trang Ba lên xem Ừ ừ để tí nữa ba xem Đi tu tiền rác, Quả thật không phải là một nghề Ai cũng có thể thay tôi được Vào bất cứ lúc nào Tranh sống với tôi là mọi người đàn ông đủ sức Đạp nổi chiếc xe đạp Và biết kể gọn một bức thư tình Nhưng tôi có quyền đòi hỏi chi hơn Chuyên tranh ầm ỉ Vụt nổi vụt tắt Trong suốt ba năm ở quê tôi này ào ạt bừng bừng như những ngọn lửa gặp gió mọi người chạy tản lạc bỏ cả nhà cửa ruộng nương ông nhân thư ký hội đồng xã chạy ra đà nẵng làm vua khuân phát cho hãng hàng không việt nam anh bá hương sư ăn lương ngân sách thì chạy vào la ghi tá túc nơi họ hàng bên vợ đổ bánh xèo bánh căng độ nhật gia đình rất đông con của ông phó tổng vịnh tìm nơi trú ngụ không có phải liều dựng nhà bên bờ đường với một số trong những gia đình khác đồng cảnh ngộ. thì cảnh sát lập biên bản, phạt đủ tội, xây cất không có giấy phép, phạm lộ giới, chiếm đất bất hợp pháp. Nhưng những lỗ tai quen với tiếng nổ long trời của bích kích pháo và đạn ca nông 105 ly đâm ra lợn với tiếng nói mực thước của luật pháp. Phạt tiền không có hiệu quả, phải dùng đến phạt giam. Đàn ông khôn khéo, lánh mặt hết để cho đàn bà bé con nít lết thết theo cảnh sát vào trại giam. Đêm đến, đàn ông xuất hiện, dựng cột, dựng vách, lợp mái tôn, tiếng búa đóng đình chan chát. Như ở trong truyện cổ tích, cây khu phố bí mật này dựng ra toàn trong đêm đen. Cuối cùng, nó cũng thành lập liên gia đại biểu như ở những khu phố hợp khác và lũ trẻ con đã chạy chơi không chút e sợ trước sân. Các bà mẹ đã vạch bú cho trẻ bú trước hiên thế là ông phó tổng vịnh yên tâm để chuyển sang nghề làm thợ mộc. Biết bao nhiêu bà con khác ở quê tôi, phần tán đi đến những miền nào tôi chưa biết hết. Giống như những mảnh giấy vụn bị gió lốc cuốn đi, có mảnh bay xa, có mảnh thấp gần, trên các chặng đường ra vô lên xuống, họ đều hiện diện và sơ sát như những mảnh giấy. Vậy đích thực là tôi không có quyền lựa chọn. Tôi bằng lòng với thân phận mình lọc cọc trên một chiếc xe đạp lỡ lói Khu hoạt động của tôi là một khu tân lập, trước đây là bãi cát hoang và nghĩa địa. Từ ngày có phong trào di cư, người đến đông ở chật thành phố, chính quyền phân lô cấp những khoảng đất cát đầy mùa mã này cho những tân nghiệp chủ. Nhà mọc lên thay thế những ngôi mộ, người sống dành chỗ của người chết, đường cái chỗ lồi chỗ lõm, xe tôi phải nghiến răng kèn két để leo lên những cái dốc liên tiếp nhiều lần đang sổ dốc ngon trớn bóng chạm vào một mô đất cao cả xe và người tôi đánh bật thối lui tưởng như dàn xe và xương sống tôi có thể gãy đi được nắng đổ xuống mặt đường hoa cả mắt tôi phải nhắm mắt từng chập để tưởng tượng mình đang đi trên những hàng cây xanh thả bóng mắt yên tĩnh xuống lưng người bộ hành nắng 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 quanh năm thần chủ của tôi không mấy người hoa nhã một bà di cư to béo phục vịt tru tréo lên khi nghe tôi tự giới thiệu. Rời thần ơi, nhà cháu có bỏ rác ra đường đâu mà ông bắt trả tiền rác. Vườn nhà cháu đớt trũng thành ao thành hồ. Nhà cháu phải đi xin rác của hàng xóm đổ vào cho đầy. Nhưng mà thành phố đã đặt ra lệ thu tiền rác. Tôi ôm tồn gắt lời. Nhà cháu nghèo ăn uống rau dưa, chả có tí đầu tôm xương cá nào vứt bỏ cho xe rác cả gốc rau rễ rau nhà cháu để dành băm cho lợn cho vịt ăn đây ông không tin thì xin mời ông bước ra sao bà kéo tôi ngay ra nhà sau không cần biết tôi có ưng thuận hay không tôi phải khó nhọc lắm mới gỡ được bàn tay sức lực và cả quyết đó một ông công chức thịnh độ bảo tôi đường chưa rải đá thì luật lệ đâu lại bắt trả tiền rác dạ đây là tòa tỉnh thể theo lời yêu cầu của các liên gia đại biểu xin phái xe rác đến để dọn rác cho đồng bào cả liên gia tôi chẳng có đại biểu nào yêu cầu hết ông nhìn thẳng ra sân mà nói không thèm ngó đến tôi nữa dạ chúng tôi đi thu tiền rác ở xóm này đã được nửa năm nay rồi ạ à. trước đây thì tôi đi thu ở khu sân bay còn khu này có người khác đi dạ thế ra từ trước đến giờ ông chưa trả tiền rác tháng nào hết ông công chức im lặng đôi lông mày vẫn còn nhíu như không còn vẻ giận dữ nữa Mà thay vào đó là một sự bối rối Một sự lúng túng Ông đằng hắn thật to Vừa gọi con vừa quát Lũ nhỏ đâu Vào lấy cái ví ra đây cho tao Không có ai tự tế đón tiếp tôi Ít ai mời ngồi Lắm khi phải đứng ở hiên Kê bút lên chiếc cặp da để viết biên lai like. Nhiều nhà hẹn Mời ông hôm sau đến Hôm nay mời cháu đi vắng Hoặc Ông chủ đi làm không có ở nhà Mời ông bữa khác tới Tôi thoáng thấy bóng của người đi vắng Đang lục đục ở trong bếp Hoặc nói chuyện ồn ào ở nhà ngang Nhiều nhà cửa, cổng khóa kỹ Gọi khang cả tiếng mà không ai mở Ở xóm mới Nhà nào cũng nuôi chó Nhà ba con, nhà đôi con Lúc nhỏ đi học Tôi trót học thuộc bài bệnh dạy Nên cứ thấy chó là sợ Nhưng biết làm sao Chỉ cần trông chờ nơi số mạng sau bữa cơm trưa nuốt vội vàng Tôi nằm trên chiếc đi văn gỗ lơ mơ Nghĩ đến hủy Sáng nay khi gõ cửa một căn phố Ở cuối đường Lê Đại Hành Tôi giật mình khi cửa mở Tôi thấy có hai người đang ôm nhau hôn Người đàn ông là một quân dân huê kỳ Da mặt đỏ Và tóc màu hung như rau bắp Người đàn bà mặc Bisama sa ma Đứng cao mới đến ngực người đàn ông Họ hôn nhau rõ lâu Bất chấp có tôi đứng đó khi họ rời nhau ra, người quân nhân bước vội ra sân và người đàn bà lanh lảnh nói Tu nay nhé Johnny, I quay for you nha, bye bye Tôi giả như đang mãi nhìn một khoảng khung trời xa Khi chiếc xe rượu máy lao vút đi, tôi quay lại Người đàn bà trân trân nhìn tôi Ông, ở anh Bân Tôi ngạc nhiên, dạ Anh không nhìn ra em sao, em là Huệ đây mà À Huệ, tôi reo lên Có lẽ đến 7-8 năm rồi Em mới gặp lại anh Huệ mời tôi vào nhà Căn nhà treo quá nhiều rèm màn tiêu hoa vẽ sặc sỡ Kính đáo như một cái hang Mùi nước hoa thơm ngát Mặt Huệ bôi nhiều phấn Và mi mắt có nét bút chì vẽ xết lên Khiến tôi nghĩ đến đôi mắt của chim bạc má Huệ đưa thuốc lá mời tôi hút Rồi nàng đi vào phòng sau Tiếng nàng hỏi vọng ra anh uống gì đem đem ra Gin nhá hay whisky Tôi nói cảm ơn em Anh không uống được rượu mạnh Thế thì coca Huệ đẹp và thơm ngồi cạnh tôi Cốc coca đặt trước mặt Anh đi đâu vào giờ này Mà ngẫu nhiên em lại được gặp Ờ Anh đi tìm nhà người quen Ở địa chỉ này phải không Chắc chắn ở đây trước em Em mới dọn về 10 ngày Người Mỹ lúc nãy là Thằng chồng em đó nó làm ở lực lượng đặc biệt tử tế lắm nó hẹn khi nào về huê kỳ nó sẽ đem em theo huệ lấy chồng huê kỳ thật khó ai ngờ được cũng như khó ai ngờ rằng hôm nay tôi là nhân viên đi thu tiền rác Còn của một ông thông phán cháu nội của một ông lãnh binh thỉnh thoảng em có về quê không biệt vả lại về để làm gì quê hương hẹp hòi như cái đáy lợ như cái phủng nước con cá quay trở lại Không có chỗ vẫy vùng Em cần cả một đại dương Vâng Em sẽ vượt Thái Bình Dương Với Johnny Mời anh uống Em lấy thêm hai chai nữa cho anh Tôi giơ một bàn tay ra ngăn Thôi Bây nhiêu đây đủ rồi Bây giờ anh làm gì Huy chống một tay lên cầm Chìa mắt sát lại gần tôi Đôi môi đỏ hé như một vết thương Anh làm Lăng nhăn Chẳng ra gì Mình chạy tán cư đến chỗ lạ Mày có việc làm ăn là đủ quý rồi Không ngờ Anh mà cũng phong trần Nhưng anh có chữ nghĩa nhiều Nên tìm việc không đến nỗi khó Tôi nuốt vào nỗi thẹn thùng Một niềm tuổi nhục xót xa Không có nước bọt chạy kèm theo vào thực quản Huệ tưởng đâu tôi vẫn giữ được phong độ như ngày trước Thay tôi đưa mắt nhìn những lớp màn Những lớp rèm vây quanh chi chích Nàng nói Căn nhà hẹp quá phải không anh Ở không đủ Thuê mỗi tháng 5.000 đồng chết Gặp đồ số đường của mình Tôi nghĩ Em nhờ người đưa mối Tìm thuê một ngôi nhà vườn Chừng 10 ngàn mỗi tháng Những con số ngàn Như có chiều cao trong trí tưởng tượng của tôi Những chồng giấy bạc Những cột giấy bạc Phần lương tháng của tôi Mỏng như một chiếc dép cao su trẻ con Vất bỏ nơi những đống rác Ở các góc phố Chưa đếm đã vội hết Cứ độ 25 mỗi tháng vợ tôi thường lục tung nhà cửa, vừa hò hét trẻ con, tưởng chừng có lỗ thủng ăn căng kéo cất tiền. Ngày còn đi học, Huệ yêu tôi, chúng tôi hôn nhau hai lần và tôi giữ chiếc khăn mùi xoa của nàng. Thầy tôi không muốn tôi cưới Huệ vì mẹ Huệ mê cờ bạc và đồng bóng. Chúng tôi xa cách nhau, Huệ lấy chồng. À, anh ăn cái gì với em nhé? Em chưa kịp ăn sáng, đêm qua đi nhảy về khuya ngủ mệt. Huệ đi lại mở tủ buffet đêm bày ra bàn đủ thứ lon Đủ thứ lọ Nàng bắt tôi ăn sandwich Format Uống bia đóng hộp Nước nho đóng hộp Tôi nhìn xuống cánh tay béo lẳng Trắng mịn của Huệ Cái cổ no tròn như nặng bằng mỡ đặc Viên hồng ngọc ở mặt nhẫn lé lên Làm tôi lưu ý đến những con tay béo trắng Thon thon Huệ ngừng ăn Trầm ngâm một giây Rồi chậm rãi nói Em nhớ ngày chúng mình lén gặp nhau ở sau ruộng rau muống từ ngày đó đến nay em chưa bao giờ thấy có lần nào trời xanh trong và lá xanh mát như buổi chiều hôm ấy anh hôn em nàng im lặng khi tôi ngẩng nhìn nàng thì thấy mắt nàng lã chả nước nàng chết một nụ cười em bây giờ ăn đói lì lợm anh đừng cười nhé xã hội không coi em ra gì thì em còn ăn đói văn hoa nghiêm chỉnh với ai phải văn tục phải ẩu đả phải hello ok phải tiên sư mày, phải xưng tao, phải hôn chùm chục, phải cười đĩ thỏa. Em đâu có thích, em muốn thơ mộng, lãng mạn như hồi xưa, hồi chúng mình yêu nhau lần đầu, hồi anh hôn em rụt rè, với đôi bàn tay ngượng nghịu. Nàng bỗng bật cười, anh nhớ lúc bấy giờ anh hôn em như thế nào không? Tôi lắc đầu, anh để mũi vào má, rồi hít dài như người ta hôn trẻ con. Tôi cũng bật cười và thấy xốn sang ở nơi mắt của mình, tôi nhớ lại mùi thơm của cái hôn đầu tiên đó lúc bấy giờ chỗ chúng tôi ngồi có mấy bụi é rừng chúng tôi đứa nào cũng bước từng đám lá é vò dựa những ngón tay rồi để lên mũi ngửi khi tôi kính cận hôn lên má huệ tôi nghe mùi thơm cây của é rừng lẫn với mùi da thịt ấm áp nồng nồng huệ nói đời em hỏng rồi lấy thằng huê kìa hay huê kiều hãy việt nam gì rồi cũng lê lết thân tàn cho đến ngày xuống lỗ nàng hít dài một hơi thuốc lá anh với em thì cách biệt nhau xa quá rồi Mỗi người ở mỗi điểm trên một đường thẳng Khi không được lấy nhau Thì chúng mình như hai động tử Nghịch chiều Cứ mỗi ngày mỗi xa cách thêm Thật là họa hoàng lắm Mới gặp nhau được như hôm nay À lúc nãy anh bảo Hiện anh làm gì Có nên thu thật với Huệ không Trả lời rằng anh đi thu tiền rác Không được Huệ vẫn còn giữ tình yêu với tôi Vẫn còn nhìn về khung trời màu xanh Với rọc rau muống và cái hôn đợi mùi é rừng. Không, tôi lắc đầu. Thà tôi thất nghiệp. Sao anh lắc đầu? Ờ, à, anh làm việc nhì nhằn. Cũng có thể coi như đang thất nghiệp. Cuộc sống khó khăn. Chiến tranh đẩy quá nhiều người về đô thị. Tôi nói lãm giảm rất nhiều để tránh phải nói đúng điều tôi muốn nói. Huy nắm lấy tay tôi. Được rồi, để em liệu tìm việc cho anh. Sở của Johnny tuyển người luôn luôn. Nhưng để em vận động cho anh vào làm ở cơ quan dân sự cho nhàn hơn cho đến lúc chia tay huệ không hỏi một lời nào về gia đình tôi hết có phải vì thì giờ eo hẹp vì có nhiều kỷ niệm ngày xưa cần gửi lại hay vì những lý do tâm lý nào khác huệ không muốn có ai xen vào giữa chúng tôi có lúc nàng cầm hai tay tôi rõ chặt rõ lâu rồi nói phải chi em có thể nắm chắc hai tay của anh mãi như thế này khỏi phải bỏ ra em không cần ăn không cần sung sướng không cần sống tôi đưa mắt tìm một tấm gương soi lớn để ngó xem tôi có xứng đáng không với tấm lòng thiết tha của Huệ. Nhưng đồng thời tôi lại sợ, nếu nhìn vào tấm gương, e tôi phải vội vàng kéo lui đôi tay của mình. Tiện tôi ra đến cổng, Huệ dặn. Hôm nào anh đưa em về quê chơi một ngày, suốt một ngày, nhà quê nơi nào cũng được, của ai cũng được. Huệ trao tay cho tôi bắt. Khi ngồi lên xe đạp, tôi cảm thấy không còn đủ sức để đạp nữa trên con đường lồi lõm chàng chàng ánh nắng tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục đi gõ cửa những nhà còn lại chìa tập biên lai like và đọc câu phù chú xin bà cho tiền rác tháng này tôi chán nản hết công việc trách nhiệm âu lo nhưng đồng thời sao lại có một niềm hy vọng mới một sức mạnh mới len lỏi trong tôi như một dây leo luồn tránh bao nhiêu thân cây rậm rạp để ngồi lên ánh sáng tôi ghé lại một quán nước gờ một chai ba ba và ngồi suy nghĩ mông lung. Ốc tôi thoáng dày đặc, thoáng trống rỗng. Tôi quằn quại trong một hiện tại, nhiều biến cố, thông thả trong một quá khứ, có nhiều khoảng mát. Tôi nghe phản phất mùi thơm cây của lá é rừng, vò nát trong ngón tay và câu nói của Huệ. Tôi lẩm bẩm nói lại với nàng. Huệ ơi, chúng ta hôm nay không còn gây thơ nữa. Thân em giang hồ và thân anh đọa đầy. quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn là Cô chim lấy chồng của tác giả Ngọc Giao và truyện ngắn Khoảng mát của tác giả Võ Hồng. Không biết là sau khi quý vị nghe xong hai truyện ngắn vừa rồi, điều gì đồng lại trong quý vị? Quý vị hãy đừng quên bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nha. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.